Vâng, và sau đây em quay chi tiết hơn để các bác cùng xem được những bộ dây Lipton GAV chống nhiễu hai chiều luôn nha các bác, để các bác cùng trải nghiệm cái dòng dây này. Thì mới cập bến lần đầu tiên về bên em, thì em cũng đặt và nhập hàng tốt cho các bác nha. Thì vừa em chỉ thường phân phối cho các bác là thường dây 3.5 ra AV đúng không, để các bác cắm điện thoại và laptop. Dây này dài 2m, cũng là cấu hình là mạ bạc tinh khiết, để các bác trải nghiệm một chất âm sáng tiếng và dải cao và dải mic nó rõ ràng hơn và độ nhẹ nó cao hơn, để các bác nghe nhạc và nhạc trên mạng qua điện thoại laptop. Là những bộ dây 3.5 ra AV này cũng có cục chống nhiễu một đầu. Bộ này vẫn em phân phối là giá là 500.000 nha các bác. Nghe những dòng dây này thì các bác khỏi cần lăn tăn về chất lượng rồi. Và nên em lại về được dòng AV nha các bác, dòng AV. Trước khi vào chi tiết thì em mời các bác đăng ký kênh nha. Bác nào chưa đăng ký để theo dõi kênh thì ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh em. Và mua sản phẩm nào cứ liên hệ cho em Chiến nha, qua hai số điện thoại trên, cho em tên địa chỉ thì em sẽ gửi cho. Đối với những sản phẩm tầm tiền này, các bác nào mình chuyển khoản được trên điện thoại thì các bác chuyển khoản cho em. Còn không có thì ngần ngại ra ngân hàng thì các bác cứ cho em tên địa chỉ thì em gửi hàng tới nơi thôi. Chứ tại cái giá trị nó không có cao. Đối với anh em chơi audio thì nhiệt tình, thì nhất là mình cần thì cứ alo cho em Chiến, chứ đừng bom hàng tụi em nha. Những cái này em ship đi thì 10 cũng có một số bác thì cũng đẹp cho vui, có số bác thì rất là nhiệt tình và mua hàng bên em liên tục, cái đó thì em rất là mến. Nhưng còn cái còn lại thì em không nói làm gì, cái đó thì cũng xui rủi thôi, làm ăn mà, buôn bán thì có này có kia. Ai nhiệt tình với mình thì mình nhiệt tình lại thôi. Thì rồi đây, đi vào chi tiết. Cái này là mới về nha các bác, mới về này. Được 50 bộ nha các bác, 50 bộ. Thì ngày nay đi khoảng mười mấy bộ rồi. Thì video hàng về sáng thì nó sơ sài thôi, thì em quay chi tiết cho các bác. Đây là bộ dây 3.5 này nha các bác. Kém điện thoại laptop để nghe nhạc mạng này rất là hay nha, 500.000 một bộ nha các bác. Đây, em giới thiệu nhiều rồi, em để qua bên nha. Để đi vào nhân vật chính nó đây. Đặc trưng của dòng AV này nó là nó về đây các bác. Các bác khi được nhận được cái gì? Thứ nhất là được hệ thống chống nhiễu tới hai chiều, nghĩa là hai đầu, tăng cường hệ thống chống nhiễu và độ chi tiết âm thanh. Các bác thấy loại bạc không? Đây là đồng mạ bạc tinh khiết nha các bác, để hỗ trợ dải cao và tiếng sáng, độ lung linh âm thanh hơn, dải trường âm tốt. Đây là dây Mỹ nha các bác, dây Lipton rất là nổi tiếng ở phân khúc tầm tiền. Đấy, đầu rác mạ vàng của hãng luôn nha các bác. Và dây dài 1m nha các bác. Và đặc trưng cái dòng dây này nó không có chia ra hai dây như những dòng dây AV thường nha các bác. Như dòng AV thường một bộ là các bác phải cầm hai dây nha. Nhưng cái này rất là gọn gàng, nó ở trong một dây luôn. Đây các bác, thấy chưa? Khi các bác cắm trên bộ vàng âm thanh á, thứ nhất là nó gọn gàng, nó không có gây cho các bác là vướng víu đúng không? Và nó gọn lắm. Này, mời dây nó rất là mềm nha các bác, tại vì đồng tinh khiết mà, và sợi đồng rất là mịn và mạ bạc lên nữa, nên là dây rất là mềm. Các bác cắm nối là rất là êm ái, và thứ hai là nó cho ta cảm giác là không bị vướng víu những thiết bị khác, là cảm rất là ok rồi đấy. Còn những cái dây thông bình thường các bác đã thường thấy và em thường bán là nó sử dụng tới hai dây. Đấy. Đấy, một bộ này là 500.000 nha các bác. Rồi đã bao gồm phí ship, nó bằng giá với dây 3.5 nha. Các bác thấy đầu rất chất lượng không? Mạ vàng hay nha, 24k nha các bác. Giá 500.000 một bộ nha, hiện tại còn khoảng là 40 mấy bộ các bác. À xin lỗi, 3 mấy bộ thôi, tại 50 bộ em bán 10 ngàn, ngày nay 10 mấy bộ rồi. Và còn là khoảng là 3 mấy bộ nha. Các bác nào trải nghiệm dòng dây Lipton này thì đều là khen, con thứ nhất là từ dây loa cho đến là những dòng 3.5, tại vì cấu hình đồng mạ bạc thì bạc xịn nha các bác, chứ không phải là bạc nickel tào lao đâu. Bạc xịn của Lipton thì khoảng giá 500.000 một bộ nha các bác. Dây Lipton dây 1m AV, 1m dây Mỹ chất lượng. Rồi đi đến dòng cạc đác nha các bác. Cạc đác thì sáng nay á là em về được 4 bộ dây AV này, là giá 600.000 một bộ, em bán 2 bộ rồi, còn 2 bộ. Dây ba lăng thì về được 3 bộ, là giá 800.000 một bộ, là còn 1 bộ nha các bác. Dòng này là dòng
Cardass Rod Patent Cardass Rod nha. Còn dòng này là dòng giá 1 triệu nha bác. Dòng này đắt hơn nha. Dòng Helen Gold nha. Đây, dòng này nó đắt hơn nha bác. Helen Gold 5C nha. Dòng này giá 1 triệu một bộ nha bác. Giá AV này. Không có giá ba lăng chỉ có dòng này thôi. AV này thì 600, dòng Cross. Còn AV dòng 5C này thì giá 1 triệu một bộ da AV nha các bác. Và đi đến dòng dây Monster rất là tầm tiền, các bác phải thường hỏi là có dây nào xịn sò mà 200-300 ngàn không? Đấy thì đây có nha các bác, đợt này về dòng dây Monster dây bãi. Đấy. Về dây còn rất là đẹp nha các bác. Đây. Các bác thấy có bụi này nhưng mà rất là đẹp. Dây dài 1 mét nha các bác. Đầu rất là Monster luôn nha, sợi đốc của hãng luôn nha các bác. 250 ngàn một bộ nha các bác. Đây Monster nha, dây cầm chắc nịch luôn, 1 mét, 250 ngàn một bộ. Các bác còn lấy hai bộ là Empire ship, có nghĩa là bao ship. Hai bộ là 500 ngàn bao ship, hai bộ trở lên là em bao ship nha. Còn một bộ là các bác phải chịu tiền ship, thành là 300 ngàn một bộ nha các bác. Thì ship 50 ngàn, tiền dây là 250 ngàn, là tổng 300 ngàn. Là các bác lấy một bộ nha. Còn các bác lấy hai bộ là 500 ngàn là em sẽ bao ship cho các bác. Các bác tiết kiệm rất là nhiều nha. Nếu các bác nào mà nhà sử dụng nhiều bộ âm thanh thì các bác lấy số lượng là em sẽ có giá tốt cho các bác một tí, vài chục ngàn. Tiện cho các bác sau này khỏi cần phải đi mua. Đấy. Chỉ có 250 ngàn thôi, có nửa thùng bia thôi các bác ơi. Một thùng bia Sài Gòn thôi nha. Các bác sẽ hơn một giá xịn luôn nha. Monster. Em về ngày hôm kia 50 bộ mà giờ còn nhiêu đây nha các bác. Đấy. Tổng được hai đợt về là 100 bộ rồi đó, nhưng mà giờ còn nhiêu đây nè. Còn nhiêu đây là khoảng mấy cái mười mấy bộ nè. Các bác lấy rất là nhiều tại vì nó quá tầm tiền và là dây xịn nữa thì mình quá là ngon nha các bác. 250 ngàn. Đấy. Lấy hai bộ trở lên free ship. Đấy. Đây là hai dòng dây tầm trung. Đây là dây Pro AC của UK. Dây bãi xịn giá là 2.500.000 nha các bác. Đây là những cái dây bộ mà em đã bỏ vào bịch rồi. Còn dây ngoài nó là như thế này. Trong những một chiều. Dây Pro AC. Đợt trước em về dây loa đợt này về được máy bộ AV. Pro AC Audio Made in UK nha các bác. Dây bãi xịn nha các bác. Còn rất đẹp nha. Đây, các bác mà muốn sở hữu dây xịn thì cứ alo cho em. Dây là dây tầm trung. 2.500.000, 2.500.000 nha các bác. Và đây là dòng XLO thì rỉ hơn. Bộ này giá 2.200.000 nha các bác. XLO Electric 2.200.000 cũng dài 1 mét nha. Cũng là dây bãi nha các bác. Dòng này sử dụng đầu bạc nha. XLO của Mỹ luôn. Đợt này về toàn là hàng Mỹ thôi nha các bác. 2.200.000, còn bộ này 2.500.000. Đấy, thì bác nào mình có nhu cầu về những bộ dây AV cũng như là để nâng cấp bộ dàn âm thanh chúng ta thì các bác cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha, hoặc là nhắn tin cho em qua hai số điện thoại này, em giao hàng tận nơi cho các bác chỉ việc nhận hàng và thanh toán số tiền thôi, tại vì giá thành nó không có cao nên em cũng không yêu cầu các bác mà ra ngân hàng chi cho nó bận tâm. Giờ mùa dịch giả thì ra nơi đông người cũng rất là nguy hiểm. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo nha.